Hello, annyeonghaseyo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với cô Thúy điểm lại một số những câu nói hay kinh điển của thời đại nha. 모두가 세상을 변화시키려고 생각하지만 정작 스스로 변화겠다고 생각하는 사람은 없다. Câu này là của ông Lev Tolstoy nha. Tiếng Hàn là Lev Tolstoy. Ai cũng nghĩ mình sẽ thay đổi thế giới, nhưng chẳng ai nghĩ sẽ thay đổi chính mình. 세상은 고통으로 가득하지만 한편 그것을 이겨내는 일로도 가득 차 있다. Câu này của cô Helen Keller nha. Thế giới đầy những khổ đau, nhưng ngược lại cũng đầy ắp những việc có thể chiến thắng điều đó. Mahatma Gandhi có nói, 미래는 현재 우리가 무엇을 하는가에 달려 있다. Tương lai phụ thuộc vào những gì hiện tại chúng ta làm. Warren Buffett là vị tỷ phú chứng khoán rất giỏi, có nói, 잠자는 동안에도 돈이 들어오는 방법을 찾아내지 못한다면 당신은 죽을 때까지 일을 해야만 할 것이다. Nếu bạn không tìm ra cách cho tiền chảy vào túi ngay cả khi bạn đang ngủ, thì bạn sẽ phải làm việc cho tới khi chết. Henry Ford có nói một câu rất là nổi tiếng. 당신이 할 수 있다고 생각하든, 그렇지 않다고 생각하든, 당신 말이 맞습니다. Nghĩa là dù bạn nghĩ là bạn có thể làm được hay không làm được, thì điều bạn nghĩ được. Các bạn thích câu nào trong những câu vừa rồi? Comment lại nhé!